những lẽ cao siêu màu nhiệm, chẳng tiếc chi với khách hồng trần. Lòng đau buồn cho khắp vạn dân, sự nghe nhớ nghĩ thôi quá ít. Bởi tâm tánh vô minh dày bịch, nên ít khi thấy rõ diệu quyền. Phải gắn công sớm tối định thiền, để sớm được bông khai trí huệ. Trên tiên Phật các ngài đã thề, quyết độ đời đến phút cuối cùng. Dẫu cho thân gặp lắm lao lung, cũng chẳng hoàn chi lòng cứu thế. Thấy lắm kẻ tu hành bê trễ, trong nhiều người đạo lý lu mờ. Thế cho nên tạm biết kệ cơ, hoặc phải nói những lời thi phu. Đây chẳng khác lạc nhau kêu hù, làm cho người nghe rõ trở về. Buổi sai lầm chỉ tại tâm mê, cơn tỉnh thức nhờ tầm đàn giác. Muốn cho kẻ khỏi trường sống thác, nên có lời khuyên nhủ cản cùng. Ở cõi trần nào khác thiết lung, lâm tình ai như xa hầm lừa. Sự đau khổ còn mong chi nữa, đã diễn lan khắp chốn quá rồi. Biết bao giờ tiếng kể này thôi, bởi đạo lý nơi người quá ít. Lời khuyên nhủ vịnh câu đạo thích, tiếng kêu gào gió ý không phu. Để gọi nhau trở lại đường tu, hầu chừa bỏ mọi điều gian trá. Vui sướng chi tuồng đời tạm giả, nợ chẳng dình những lẽ nhiệm màu. Cuộc chuyện xây trái đất không lâu, ngày biến đổi nhân sanh nháy mắt. Ai được có thật tâm đạo đức, thương những người giả dối tan hồn. Trên đường tu chẳng lừa bông chôn, miệng cho được thành tâm bền bỉ. Điều trước nhất việc lòng ích kỷ, để phụng hành chánh giáo đại từ. Lẽ thứ hai tập tánh yêu người, mới có thể hy sinh việc khó. Điều thứ ba quả căn tình có, để lãnh sống những việc giải tàn.
Việc thứ tư khắp cả vạn gian, tình có hồi long qua gần đến. Mới gắng chi đưa mình tới bến, lòng không sanh những ý bỏ bê. Trong điều hành gặp việc thảm thế, kẻ thức tỉnh với lòng cố gắng. Dẫu phải chịu ngàn cái muôn đắng, với tâm kia một mực chớ từ. Vào hạ quân gặp vị chân sư, hằng tiền kiếp tạo nhiều duyên hành. Đức Thầy còn mang trong khổ canh, huống chi mình sao khỏi tai nạn. Bởi nghiệp xưa đã lắm đều mang, nay mới phải chịu nhiều ách thầm. Khi trà rành khỏi dòng hắc ám, sẽ đến nơi quyền diệu thiên nhiên. Rồi tự do giao hội thần tiên, không còn ngại trên đường sanh tử. Nay nhắn nhủ cùng nam chí nữ, hãy để tâm bình tĩnh ta cầu. Phải cầm trên tiên Phật thánh thần, nhờ phép nhiệm chở che nhân loài. Nếu trễ chân xa vào khổ hải, rồi khó mong về cõi Tây Thiên. Bớt hồng trần khỏi trí đạo điên, đặng quả quyết trên đường giải thoát. Lời lẽ khuyên răng khắp mọi người, với lòng rười rượi nỗi buồn vơi. Nghĩ suy Nam Bắc ngày chung cuộc, chọn lại người ngay chẳng mấy nơi. Nơi hiền rất hiểm bớ nhân gian, phải gấp thẳng chân đau niết bàn. Ngày hồi long qua ôi quá ít, chỉ vì mang mệnh cái dây oan. Dây oan trăng trói gãy cùng trai, nên khó dịu thân đến Phật đài. Nay cất tiếng khuyên, khuyên hãy tỉnh để rồi được sống đến ngày mai. Ngày mai vinh diệu lắm người ơi, nơi chốn năm non quá tuyệt vời. Rồng phụng nhân nhơ trưng canh thường, không còn lao nàng chốn trần giới. Lời khuyên ai hãy tĩnh lòng, để rồi trao sữa cho xong phận mình. Đây khuyên nhủ đó hết tình, nếu không trao sữa thì mình khốn nguy. Nhủ tâm thức lẽ từ bi, nặng lời Thầy tổ ra đi khuyên đời.
đi nghe thì phải nhớ lời, để về giữ vững một đời thánh cao. Đau xót cho đời cất tiếng kêu, gương lành mãi tôi đã hằng nêu. Những mong nam nữ trao lòng chân, để có sao đây sông đằng nhiều. Bởi nhận biết ở thời này quá hung ác bạo ngược, nhân lành rất ít, nghiệp ác đã nhiều, hẳn chung quy không được bao nhiêu người sống sót. Thế nên kẻ này đã nặng lòng thệ nguyện độ rỗi mọi người bằng cách trước đem lời thầy tổ đánh thức kẻ mê man trong tràng mộng quyển cho có dịp hồi đầu. Kế đó chính mình thiệt thi những điều cao siêu trác tuyệt, có phương tiện che hộ quần sanh, được chung sống đến ngày thượng nguyên tái lập. Lời khuyên đồng đạo ghi lòng, tự rài hai ráng sửa trong thân mình. Làm sao được chữ sạch tinh, đến ngày chung cuộc mây lành phủ che. Dẫu rằng gặp lắm chúa the, với lòng cũng vẫn tin nghe đạo màu. Đừng rằng thế cuộc qua lâu, mà tâm kia chẳng sửa trao lương thuần. Buồn lao hết sẽ gặp mừng, chiến tranh qua khỏi đến hưng khải hoàng. Nay còn nhiều nỗi gian nan, nhưng tâm vững chắc chớ toan buông rời. Đi hoài ác cùng tới nơi, sớm rồi hẳn phải có hồi chiều quan. Tâm kia giữ chữ hãy hà, thì sao cũng được đến tòa năm mây. Bây giờ phải chịu nằm cay, nam gia nữ phai đừng phai tất lòng. Dẫu ai thay đổi bưởi bồng, tâm mình cũng khá cho sống một bề. Sợ e đến việc u ê, bốn phương yêu nghiệt đổ về Nam Bang. Gây nên một cuộc chiến tràn, mau lên ông cằn lầm than muôn người. Thầy thì chồng chất ngất trời, đó là hoa gửi cho đời hạ quân. Sự tu nêu ít phước duyên, không mong sống được gặp cơn thái bình. Lời khuyên nam nữ khá tin, để hầu khuya sớm giữ gìn cho xong. Chừng nào nghe tiếng trời long,
nhìn ra thì bay quá sông hết rồi. Biết đâu nay lỡ mai bồi, nay bồi mãi lỡ vô hồi chuyện xây. Sự tu hành phải khó gai, nhưng mà tiến bước có ngày cùng xuống. Trong cơn khát gặp nước nguồn, với lòng kia cũng như tuồn bớt lo. Sự tu muôn lẻ thông tho, hãy nên nắm chặt đừng cho ra rời. Chừng nào gặp được hội trời thì vẫn mới khỏi những nơi khổ nàng. Ngày nay còn phải gian nan, bởi thầy xa tớ chưa an chút nào. Khác chi thuyền đứt dây lào, bườm kia lại trở ghé ào nước vô. Bây giờ cây nọ muốn khô, nước đây một gạo tưới vô thế nào. Lời khuyên nam nữ cùng nhau, nhớ ghi rồi phải sửa trao cho thường. Đạo là tuyết diệu mùi hương, đời là cặn bã như ương cá sình. Hãy nên hôm sớm chặt dình, ngàn cái muôn đắng tâm tình chớ lời. Mận đào hắn gặp chuột giới, nhưng cần rào bó khỏi nơi rụng rời. Ai ơi xếp lại cuộc đời, khác nào bỗng bí chiều mới héo tàn. Tâm kia nếu được chánh đàn, như là nghèo đắng gặp vàng khỏi lo. Trong cơn sầu tuổi ngâu cò, nghe lời giảng dạy rồi cho tâm mình. Đường dài được có thần linh, đôi phen ấm trợ cho mình khỏi nguy. Bây giờ hãy giữ đạo nghì, xong rồi sẽ được tự bi dắt dìu. Niết bàn cõi ấy cao siêu, lòng kia trong sạch sớm chiều được qua. Nếu còn bận cánh tà ma, thì nơi Phật quốc khó qua được nào. Sự tu thì phải sửa trao, bỏ đi việc quay đeo vào lẽ nhân. Mắt trần chưa rõ nguồn cơn, chớ trên bãi núi thất sơn sẵn đền. Chỉ chờ có tiếng sấm rền, thì miền Nam Việt có đền nguy nga. Khỏi còn chịu nổi thiết tha, nước dân được có ông cha hiền từ. Nay còn vương lũ câu trư, ăn hào giết hồn mọi người đắng cay.
Bởi xưa nghiệp chướng còn dày, nên đời nay phải trả vay nặng nề. Nhưng lòng hãy tin đừng mê, thì sao cũng được trở về bồng lai. Xưa kia cách Phật khổ gai, mà tâm chẳng rúng gặp Ngài thành thơi. Bây giờ khắp cả mọi người dựng tin luật giới chiều mới ráng cầm. Ngày kia bước đến rừng lâm để chầu minh đế toại tâm ước nguyện. Đã là con cháu rồng tiên, trước sau phải gỡ xích xiềng cho xong. Kẻ nào có nghĩa có công sẽ là được sống non sống được gần. Người nào đại đức đại ân về nơi cực lạc hướng phần vĩnh miên. Như ai bác ấy lành duyên sẽ theo về ở cõi tiên thanh nhàn. Đối đời đất có quá vàng, đá kia quá ngọc muôn ngàn xinh tươi. Tuy nay mình thịt xác người, ngày kia đổi lại như thời thần tiên. Ráng tu hỡi bớ chư duyên, đời này đã cận còn phiền việc nào. Nếu không ôm sớm chùi lao, khi thầy trở lại dồn nhau khó nhìn. Tâm kia nếu được hiền lành, dầu nơi gốc bể đầu gành cùng thông. Sợ e việc ác đầy lầm, ngồi bên chân Phật vẫn không sống đời. Phật là công chánh tuyệt vời, chẳng như kẻ thế chịu lời bờ bưng. Ngoài môi tuy có tôn xưng, mà trong không chánh thì thân chẳng còn. Ai ôi Nam Giang Sài Gòn, ngày kia đổi lại nấm non vui vầy. Sự tu may được gặp thầy, đó là duyên trước đã dày lắm ôi. Bây giờ gắn trí trao dồi, có ngày cũng được đứng ngồi ổn yên. Đời này khó làm Phật tiên, chứ làm cho được người hiền dễ không. Một khi hiền đức đầy lòng, thác rồi cũng được điểm công cao phần. Cũng như kẻ thác vì dân, khi linh đã mạnh chứng thần lẻ ni. Người lành tuy chịu khổ nguy, nhìn qua rồi cũng được đi nhẹ nhàng. Ai ôi dầu gặp khổ nàng, lòng kia hãy nhớ Phật đàn chớ buông. Kêu linh cắt tiền tơ cuồng, để tâm bình tĩnh trong nguồn ma hang. Tưởng cho cõi thế thiết tha, nơi miền cực lạc giàu ra tươi cười.
tâm kia vẹn thiện được mười kiếp chạy cũng được Phật trời độ cho. Đạo màu thiệt quá thơm tho, tại sao người chẳng gánh lo cho rồi. Thoái đời lâm việc bãi tội, người chê kẻ nhạo đeo thời làm chi. Nói hiền dân chúng yêu vì người theo nói dữ kẻ khi người cười. Việc thường làm phải tốt tươi, nhưng mà ít kẻ giữ thời làm theo. Mày đua học thánh hùm béo, cứ vào quâu mãi càng đeo tai nạn. Một khi hay trái trên ngàn, hẳn là phải khó bước đàn khá nương. Ví dầu đạm bạc rau tương, mà thành chánh quả cũng nương đến cùng. Hơn là sung sướng một thân, ngày kia khổ não muôn ngần ai ham. Khuyên người gác thánh tục phàm, để mà sống được theo đàn Phật tiên. Những lời Phật pháp thâm quyên, gắn công trì niệm chớ phiền khổ lao. Gần đào phải được ăn đào, kẻo mà chung hai khát khao cho mình. Ở trong đạo Phật ráng hành, để cho đến được chứng thành quả cao. Đời này còn lắm khổ lao, anh em đồng đạo đua nhau tu hành. Thương thầy còn phải nhọc nhằn, thân mình sung sướng có đành hay sao? Thương thầy nay ở phương nào, mạnh lành thân ấy ra sao hỡi người? Nay mình hãy ráng giữ lời, để mà trao sữa cho đời tốt sinh. Nếu ta làm những việc lành, phương trời thầy cũng lòng đành giả ứng. Bằng ta tạo việc bất nhân, hẳn thầy phải lắm buồn bấn tấm lòng. Biết bao những sự cay nồng, người đời đổ hết cho lòng thầy mang. Nhưng mà có lắm gian nan, mới tin được biết đá vàng thấp cao. Bây giờ đồng đạo xưa trao, lời y lẽ giống ngày sau sống còn. Khuyên nhau điệu dòng thôn vôn, gọi kêu bi đát người còn lãng lơ. Nghe đây chớ vội ngẩn ngơ, hãy nên trì chi mà nhờ tấm thân. Tuy là năng sở mưa tầng, có ngài Phật cũng xây dần an vui. Thân kia chớ để tân hối, lòng trao cho vẹn một nơi sạch lầm. Kẻo mà tuổi với núi sông, cơn nguy chẳng có chút công đáp tình.
cận đời ở hỡi nhân sanh, gian đây đã ngắm thôn lành hải mua. Nghiệm rằng trái hẳn không chua, nếu người nói chắc chẳng mua tại người. Xưa kia cùng nhớ vì đời, đã làm lắm việc ít người lợi thân. Nay đây vịnh đức thánh nhân, đem câu quyền diệu tỏ phân đến người. Lời phân mong kẻ nhớ lời, giảng cơ đã dứt mọi người lui chân. Dứt giảng rồi ai hãy đứng lên, ra về ghi chặt và đừng quên, để lần sau đến nghe đông nữa, hầu có trao tâm được vững bền. Đời ơi thức tình bớ, đời ơi réo kêu đã lắm sao người còn mê. Phật tiên trông thấy ủ ê, thành thần xét chúng tràn trề tội căn. Có mong vừa được cửa đằng, dễ nào dư hỏi đau bàn bồng lai. Sự tu gắng giữ hôm mai, e còn chưa được nắm ngay niết bàn. Huống hồ tâm chẳng xưa sang, mong gì được sống ở trên đàn thượng quân. Làm sao cho sạch sẽ thân, giữ sao cho được chánh chân mới là. Cõi trần đầy dây tinh ma, hở rồi nó dắt khó ra được nào. Ai ôi bực nói ồn ào, đến đây nghe giảng chớ nào phải tranh. Lời khuyên nên mới lặng thinh, chớ đâu phải mắng mà mình cãi ráng. Đi đây đem tất lòng vàng, để mà rước lấy một nán hương lòng. Thương đời đây quá não nồng, 30 rằm cứ tùy lòng giảng cơ. Mặt tịnh người có thờ ơ, với đây cứ mãi như tơ buộc vào. Quyết lòng đưa đến thanh cao, để cho sống sót ngày sau được nhờ. Nỗi thương trong lúc tối mờ, thầy xa tớ phải u ở đoạn trường. Nỗi buồn lắm kẻ nửa đường, vội dâm việc đạo theo phường dối tu. Ngày kia phải chịu âu sầu, đa mang nạn ách khắp đâu đổ về.
hồng trần là cõi đê mê, hãy nên xa lánh tâm về bồng lai. Ở đây dành giật tối ngày, chết rồi cũng phủi hai tay chớ gì. Đâu bằng niệm chữ A-di thác về cực lạc, còn chi sánh bằng. Đại vàng các ngọc xuê sang, liên hoa thân nó nhẹ nhàng vĩnh miên. Đã là con cháu rồng tiên, làm sao cho được khỏi phiền tổ tâm. Phải nên ôm chặt nơi lòng những điều chân chánh mãi không để rời. Ngày nay mây khổ lột trời nán sầu bay giáp với con người tân toan. Bước ra chỉ một tấc đàn dễ đưa vào cái ổ hang thú hầm. Biết bao tan khó buộc đùm, mà trong đời quỷ mị hãy hùng hay chưa. Chớ rằng trời đất lưới thưa không lọt ghét ưa mặt tình. Vẫn đưa đôi mắt để nhìn nhìn người tìm được kẻ lành bao nhiêu. Khác nào ruộng thất điều hiu, nhìn qua ngó lại chính chiều bâng quân. Ngỡ là ngày hội chén chân, không dè đến đó dựng dưng thiếu người. Ngó nhau muôn nhích miệng cười, với lòng còn ngại cho người hồ nghi. Bởi xem cơ tạo ly kỳ, tới đời như giấc mộng thì ai hay. Ngày nay đối với ngày mai, dễ ai được biết đổi thay thế nào. Thương ngôi dân chúng ồn ào, thể người đương ở trên tàu lá khô. Thảm thương khuyên nhớ Nam Mô, xót đau gào thét muốn khô cổ mình. Nhưng không mây kẻ hiền lành, bởi đời số dập cho mình ác gian. Đạo đồng ơi hãy sửa sang, thầy về có mặt đáng trang tín đồ. Nó nao khắp chúng lặng hồ, để tìm của báo mấy bồ dành lâu. Đừng cho mình mang lấy câu, hãy nên dùng dây kéo lâu đuổi người. Tâm kia chớ để bời rời, hãy nên ghim gắn cho đời giá cao. Phật trời thương chúng dường bao, với ta đối lại phải sao cho vừa. Hãy nên rứt bỏ tánh lừa, lấy lòng chân thật mà đưa đến người. Thương ngôi trong bể trần đời, nhân sanh như thể con người cuồng say. Gọi kêu mười được một hai, còn bao nhiêu chẳng mấy ai làm lành.
nhắn nhe người ở sâu thành ráng mà vượt khỏi rinh nhành quê hương. Năm non ngày đến phi phương dành cho những kẻ hiền lương sau này. Hỡi trong tất cả gái trai làm sao khỏi phải cổ nay xa đầu. Chết xưa thì gấm còn lâu, chết nay thấy lại trước sau lẻ làng. Qua mùi thì trái xa tàn, nghiệt quang khi đến vào đàn diêm vương. Nỗi niềm đây quá yêu đương, thiết tha điệu dầm ghét thương mặt đời. Mong ai hãy lặng lẽ lời, chú tai nghe kỹ mọi nơi chỉ bài. Từ đây chuyên một đường ngay, dẫu rằng phải thác lầm đây chẳng sợ. Mau lên gắn chặt kéo sơn, đưa tài đức Phật ban ơn cho đời. Thuyền từ đại sĩ ra khơi, đương tìm vớt kẻ không lời Di Đà. Khuyên ai trong cõi này hà hải nên chối dậy mới là tồn sanh. Thân phàm qua đổi hội tanh, khác nào cầu xí cạnh tranh làm gì. Ngoài ra nhiều cõi tu kỳ, chuyện vui khó kể sống thì vĩnh miên. Nhà tiên rồi lại cơm tiên, áo quần thay của cơ quyền giúp cho. Đủ thần thông có thơm tho, khắp ai cũng kính không lo khổ nàng. Đời nay như giấc mộng tàn, cạnh tranh chi nữa thế gian buổi này. Đạo đồng ơi nhớ đức thầy, vì ta mà đến thuở này còn xa. Thân kia lâm nỗi chan hòa, mỗi khi nghe đến người nhà loạn tâm. Nhủ khuyên nhau hãy trầm ngâm, để suy xét kỹ kẻ lâm khổ sầu. Đường về cực lạc không lâu, tại mình trần trừa có đâu đến gần. Đường dài thì phải bền chân, mới rằng nắm được quả thăng diệu màu. Xưa nay các Phật đâu đâu, vô biên vô lượng nương câu cánh thành. Lúc nào cũng giữ lòng thanh, chẳng sai tục lụy thượng tranh nếu quyền. Cho nên mới được làm tiên, hoặc nên ngôi Phật hưởng duyên lâu đời. Nay đây khuyên nhủ khắp người, cõi đời mạt hạ hãy rời việc hung. Ngày kia khắp chúng nổ tung, trung ương Nam Việt mới sung điện đài. Bây giờ chỉ thấy đá cây, nên người lòng mãi đổi thay chưa dình. Làm cho mình được
trọn lành vẹn sống với luật mới thành người tu. Kìa xem những bóng trăng thu, cả ai cũng mến người tu cũng là. Lặng đi thấy Phật Di Đà, bình đi mới rõ tâm mà sáng trưng. Chừng nào giá ngọc tay bưng, ân rộng được thấy mới mừng đời yên. Nay còn lắm cuộc đau điên, tan nhà nát cửa ưu phiền khắp nơi. Lạnh lùng trong cảnh trầm vơi, một khi biến đổi đổi nơi chan hòa. Người tu muốn gặp long hoa, thì nên gìn chặt lòng ta lương hiền. Lập đời rặc dông thánh tiên, không hề chữa kẻ đau điên hung tàn. Hãy nên đem của tiền ra, giúp cho người đói mới là phước ân. Hãy nên cương quyết một lần, chừa đi việc quỷ mới gần thánh tiên. Hãy nên sám giảng đọc liền, để tìm hiểu lý mà chuyên cho rành. Kể rằng một kiếp tu hành, lên ngôi chánh quả mới đành giả ta. Nhớ đừng say gục lẽ tà, đeo mang nghiệp chướng khổ mà siết chi. Từ nay rèn chi mau đi, cơ hồ việc thế biến di không chừng. Bốn phương giặc cứ dồn gần, giữa mình chắc cũng tán thần một khi. Đợi chờ gặp việc lạ kỳ, mới tu gầm có nên gì bớ ai. Giúp người trong lúc túng khoai, mới rằng lòng thiệt thương thay đến người. Đợi khi kẻ ấy đủ rồi, đem tiền của đến cho người đâu ơn. Trước khi chưa đổi thất sơn, hãy toàn liệu sớm khỏi cơn máu đào. Đợi chờ bốn phía đổ ào, dẫu tu chẳng kịp hãy mau ghi lòng. Đạo đồng ơi hỡi đạo đồng, nghe rồi nên phải chạm trong não mình. Làm sao cho được sạch tinh, làm sao khỏi vướng âm binh sau này. Ngày kia ma quay dây đầy, rủ rèn rang tránh theo thầy mà thôi. Sâu đà lắm khổ vô hồi, dân sanh ơi hỡi một đời gắn tu. Làm sao cho vẹn đạo màu, để ngày kia mới vào chầu bể đơn. Thương ngôi nhiều kẻ trễ chân, lại còn mê ngủ khó cơn sống nào. Đến đây nhờ lấy từ câu, cớ gì nói chuyện ồn ào không thôi. Lời khuyên từng giọt mồ hôi, ráo khổ nước miếng người ôi nhớ dầm.
Ngày kia e lọt miệng hầm, mà chớ đừng nãy mãi sầm liền môi. Sự tu gốc thiện ráng bồi, đường lành cố đắp để hồi cảnh xưa. Chớ rằng thời cuộc dây dưa, mà lòng mình cứ đẩy đưa có chừng. Ngày nay nhiều kẻ vong thần, sớm chiều chẳng chút chuyên cần khói hương. Công kia nhỏ tở giọt sương, mà mong hay quả lớn bường núi to. Hẳn là trời chẳng hề cho, nên mau xả thi mới no sau này. Ai ôi còn nhớ đức thầy, thương đời khác thấy mẹ rài thương con. Đến nay mười mấy năm tròn, mà thân kia hãy vẫn còn xa phương. Cũng chưa trở lại quê hương, cũng chưa thăm viếng tổ đường buổi nào. Với thần nắng đổ mưa vào gió sương, vùi dập xiết bao khổ nàng. Bởi thầy gánh nghiệp thế gian, đỡ cho nhân loại ở trong đàn mê ly. Nay ta ráng vẹn đạo nghị, để đền ơn trong xiết chi của thầy. Đạo đồng ơi nhớ từ đây, Nam mô sáu chữ như sai chẳng rời. Nhủ khuyên lời cũng cạn lời, đến đây đã dứt người người lui chân.